Sau khi hoàn thành mở rộng đường, đến nay những cột điện này vẫn chưa được di dời vì đang vướng mắc vị trí đặt trạm biến áp. Vị trí đặt trạm chưa được sự đồng thuận vì người dân không muốn đặt trạm biến áp này trước nhà mình. Những cột điện này được rào lại bằng rào chắn và sơn phản quang để báo hiệu cho người đi đường. Một số cột điện còn có dấu hiệu bị nghiêng trong tình trạng gánh nhiều loại dây điện cáp viễn thông. Nói chung là sợ á, sợ thì tai nạn thôi, sợ mấy ông say xỉn rồi nó chạy nó. Nếu như bình thường thì không nói gì, bình thường thì nó rủi ro ít. Sợ mấy ông mà nhậu rồi mấy người già lớn tuổi đó, mắc kén mà chạy người ta đâm vô. Nhiều người họ đi bộ phía trong này, nhiều khi vô tình xe ông ra cũng đi phía trong này. Người ta có ị lại là do có cái trụ điện này nó càng trở rồi, cho nên người ta đi bộ vào trong này. Nhưng mà thực chất có những người không đau, người ta cũng đi trong này luôn. Cho nên nhiều khi nó cũng nguy hiểm, có biết không? Thì cũng mong cho dân nhà nước thì nó dời đi cho nhìn cho nó sáng sủa thôi. Những ngày gần đây, phường Hiệp Tân đã phối hợp với công ty điện lực Tân Phú và các cơ quan liên đới để nhanh chóng tháo dỡ hàng cột điện để sớm trả lại mặt đường thông thoáng cho người dân.